Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào các bạn đã trở lại với Rikki Gaming và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với top 10 những tài khoản nổi tiếng đã từng xuất hiện trên kênh của Rikki Gaming. Tài khoản đầu tiên mà mình muốn nói tới đó là một trong tài khoản mà mình cũng review đầu tiên ở trong cái series review ARK rất nổi tiếng trên kênh này của mình, và đó là WAG Mamishi. Mamishi thì anh ta đổi rất là nhiều tên rồi, ví dụ như là Kuma Thông, ví dụ cái tên mà anh ta đang dùng gần đây, hay là Gkama, bây giờ thì anh ta là GK Mamishi. Và cái tài khoản của Ma thì anh ta có khá nhiều đồ so với một anh chàng mà mới sinh năm 2004. Thì đây nó cũng có thể nói là một tài khoản mà cũng rất là đáng giá. Và nghe chừng thì Mamishi nào vào trong tài khoản mình khoảng 100 triệu cho đến 120 triệu rồi. Và Mamishi thì đến thời điểm hiện tại vẫn đang là một trong những idol rất được yêu thích ở trong giới Free Fire, bởi vì đây chính là đội trưởng cũng như là người dẫn dắt lối chơi của team WAG 2000 trước đây, hay chúng ta được biết đến đấy team đó là team gác kiếm. Và team gác kiếm viết tắt là team GK, hay là tôi hay nói gọi đùa là team gãy cu đấy. Và cái team của Mamishi này thì trong tất cả những thành viên thì Mamishi là người thi đấu có thể nói là ổn định nhất ở trong team, và gần như là yếu tố không thể thay thế của WG 2000 hay là team GK bây giờ. Thì cái tài khoản của GK Mamishi hay là WG Mamishi cũng đã được lên sóng ở trên kênh Rikki Gaming từ rất sớm, và cái tài khoản này sẽ đứng ở trong vị trí top 10 những tài khoản nổi tiếng đã từng xuất hiện trên kênh của Rikki Gaming. Cái ở vị trí thứ 9 ở trong cái top 10 tài khoản người nổi tiếng đã từng xuất hiện trên kênh của Rikki, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trong tài khoản mà hiện tại thì anh chàng này đang hoạt động chủ yếu trên Facebook Gaming chứ không còn hoạt động ở trên YouTube nữa, đó là Cham Cân Năm. Và cái thời điểm đó thì Cham Cân Năm anh ta đang cái thời điểm mà tôi review tài khoản Cham Cân Năm này thì anh ta đang vướng phải một cái vụ lùm xùm liên quan đến cái giải đấu Gaena. Tuy nhiên thì đó không phải là mục đích chính mà chúng ta nói đến ngày hôm nay. Cái anh chàng Cham Cân Năm này là một trong những người chơi mà có rất nhiều fan hâm mộ, và đặc biệt là fan hâm mộ của anh chàng này thì gọi anh chàng Cham Cân Năm này là tộc trưởng. Đây cũng là một người chơi mà tương đối hài hước, nhưng mà tuy nhiên thì đôi khi là cũng có những cái phản ứng nó hơi thái quá trên livestream mà khiến cho fan hâm mộ chia thành hai thái cực. Những người nào rất yêu thích thì họ rất là yêu quý và tôn sùng Cham Cân Năm cũng như những cái khả năng bắn A đúp của anh ta. Còn ai mà cảm thấy không hài lòng với Cham Cân Năm thì cũng có những cái lời lẽ nói chung là cũng không được hay ho cho lắm. Và Cham Cân Năm là một trong những người chơi mà cái lượng fan cũng như là lượng anti fan của anh ta là rất rõ ràng. Và có một số người thì chỉ có fan thôi, không có anti fan, hoặc là không có quá nhiều anti fan. Có một số người thì lại toàn anti fan, ví dụ Rikki Gaming chẳng hạn. Nhưng có người thì cái lượng fan và lượng anti fan thì lại rất cân bằng nhau, đó là Cham Cân Năm. Thì Cham Cân Năm thì anh ta vẫn đang là chủ quân đoàn Art Raying, và cái quân đoàn này thì thi thoảng họ vẫn hay đi thi đấu custom hoặc là thi đấu một số những cái giải đấu nào đó. Thì chúng ta cũng có thi thoảng vẫn hay được thấy cái team của Cham Cân Năm mới xuất hiện. Hiện tại thì Cham anh ta livestream nhiều trên Facebook Gaming hơn và không livestream ở trên YouTube nữa, thì cái đấy nó là cái định hướng của Cham Cân Năm. Thì cái tài khoản của Cham Cân Năm thì cũng khá là ngon lành cành đào, và thời điểm mà mình là review cái tài khoản của Cham Cân Năm này thì cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ đến từ người chơi. Hiện tại thì kênh YouTube của Cham Cân Năm thì theo mình nhớ là nó khoảng 338.000 subscriber, và đây cũng là một trong những kênh YouTube rất lớn ở Việt Nam. Và đấy là một kênh YouTube rất lớn rồi, các bạn biết là để làm được một kênh YouTube mà rơi vào khoảng 200-300.000 subscriber thì đấy là một điều nó cũng phải nói là tương đối khó khăn. Và trong danh sách này thì nhiều bạn sẽ có thắc mắc là tại sao có những người cũng làm YouTuber nhưng tại sao tôi chưa review. Có thể là tôi chưa có cơ hội để review những cái tài khoản những người chơi đó. Và chia tay với Cham Cân Năm, chúng ta đến với vị trí top 8 trong top 10 tài khoản người nổi tiếng đã từng xuất hiện trên kênh của Rikki Gaming nhá. Và chúng ta hãy thử đoán xem vị trí top 8 này sẽ là ai. Ở vị trí top 8 chúng ta sẽ có đó là WG NPC, người được mệnh danh gọi là linh hồn của lối chơi của team WG Sài Gòn. Thì WG NPC thì đây là một cái tên quá nổi tiếng rồi, một người đã gắn với thành công của team WG trong suốt cái khoảng thời gian mà WG làm mưa làm gió trên những cái đấu trường của Việt Nam, như là đấu trường sinh tồn, huyền thoại sinh tồn, hay là những giải đấu như quân đoàn chiến. Rồi đây cũng là một trong những người mà đã tạo ra một cái làn sóng ủng hộ rất là lớn khi mà anh ta bị cấm thi đấu ở đấu trường sinh tồn mùa 2.
Thì nói về WAGNPC, cá nhân anh ta là một trong những game thủ rất tài năng, và đặc biệt đây là một trong những người đầu tiên mà chơi thành thạo shotgun ở trong những giải đấu ở Việt Nam. Ở sau giai đoạn về sau thì WAGNPC anh ta ít sử dụng shotgun hơn. Thường thì bây giờ trong các giải đấu tôi thấy anh ta sử dụng MP40 nhiều hơn, trong khi đó thì shotgun nhường cho vị trí của Dark hay là Shadow HP. Ở thời điểm hiện tại thì NPC vẫn đang là một trong những thành viên chính của WAG Sài Gòn và vẫn đang thi đấu cùng với cả Dark và Shadow HP. Tuy nhiên thì hiện tại họ đang gặp một số những cái vấn đề liên quan đến cái đội hình cũng như là liên quan đến nhân sự ở trong team, và điều đó khiến cho sức mạnh của WAG cũng bị giảm tà sút một chút. Nói một chút về tài khoản của NPC, đây là một tài khoản khá giàu. Trong số những game thủ chuyên nghiệp thì không phải ai cũng đầu tư nhiều tiền để có thể nạp vào trong tài khoản, nhưng mà NPC là một trong những người mà anh ta cũng khá chăm nạp tiền. Ngoài ra thì NPC cũng sở hữu tất cả các cái khẩu shotgun mà đang có trong game, bao gồm những khẩu SPAS cũng như là khẩu M1014. Thì kỷ niệm có lẽ nhiều người nhớ nhất đến NPC chính là cái thời điểm mà anh ta thi đấu ở trong chung kết thế giới, và ở trong 4 game đầu tiên thì thậm chí là NPC là một trong những người đứng đầu về sát thương gây ra ở trong chung kết thế giới vào tháng 4 năm 2019 ở Thái Lan. Tuy nhiên sau đó thì cái sự xuống sức cũng như là không ổn định phong độ của WAG đã chỉ khiến cho họ có thể có được vị trí top 4 mà thôi. Cho dù trước ván đấu cuối cùng họ vẫn đang là một trong 3 team cạnh tranh chức vô địch thế giới, và đó là một điều rất đáng tiếc. Hiện tại thì WAG họ cũng đang có sự tập luyện để mong có thể quay trở lại mạnh mẽ ở trong đấu trường sinh tồn mùa 3. Và đó là vị trí top 8 ở trong những tài khoản nổi tiếng đã xuất hiện trên kênh của Ria Gaming. Và tài khoản ở vị trí top 7, chúng ta hãy cùng dự đoán xem đó là ai. Và ở cái vị trí top 7 chúng ta sẽ có, đó là một tài khoản cũng khá quen thuộc với WAG NPC mà thôi, và đó là WAG Shadow HP. Và các bạn sẽ thấy có rất nhiều người ở WAG xuất hiện trong danh sách này, đơn giản vì đây là những YouTuber khá nổi tiếng. Shadow HP hiện tại anh ta có một kênh YouTube khoảng gần 200.000 subscriber, và anh ta cũng là một trong những người mà rất chăm chỉ trong việc livestream, cũng như là một trong những người mà có lối sống mà có thể nói là rất là đứng đắn và lành mạnh, và cũng là một người cũng rất hài hước nữa. Shadow HP thì hiện tại anh ta vẫn đang là chủ quân đoàn WAG cũng như là đội trưởng của đội WAG Sài Gòn. Và cái tài khoản của WAG Shadow HP này thì đồ đạc cũng khá là ok. Nói chung là so với một game thủ chuyên nghiệp thì anh ta cũng có một cái mức đầu tư cũng khá là tốt. Và ở cái thời điểm mà tôi review cái tài khoản này là lúc mà tôi gặp Shadow HP ở sau cái sự kiện kỷ niệm 2 triệu subs của AS Mobile, thì Shadow HP cũng ở ngoài đời. Shadow HP ở ngoài đời cũng là một người mà khá là hài hước, cũng như là có rất là nhiều những cái câu chuyện mà thích bông đùa. Cái tài khoản của Shadow HP này thì có khá nhiều đồ, và nói chung là cũng có đầy đủ, mua đầy đủ các cái thẻ vô cực. Thì Shadow HP nổi tiếng là một trong những người có lối chơi thông minh cũng như là cái phong cách tấn công rất mãnh liệt, và chúng ta rất dễ phát hiện Shadow HP ở trong giải đấu khi mà anh chàng này luôn mang theo đó là khẩu shotgun lửa M1014 địa ngục. Thì đấy cũng là một trong những vũ khí có thể gọi là mang lại cái đặc trưng của Shadow HP. Và thực ra thì ở trong server Việt Nam cũng như trong giải đấu như Tay To Buổi Tối thì các đội tuyển khi mà thi đấu ở tầm gần với cả WAG thì họ rất sợ, tại vì là cái khả năng sử dụng shotgun của Dark cũng như Shadow HP là rất tốt. Thì Shadow HP anh ta cũng hiện tại cũng đang, như tôi đã nói ở trong cái phần ở trên của NPC, hiện tại Shadow HP cũng đang ở trên cái con đường xây dựng lại một team WAG mới, và kết hợp giữa cái con đường streamer cũng như là con đường game thủ. Thì các bạn có thể theo dõi thêm thông tin về Shadow HP ở Hà Nội thông qua cái vlog mà tôi đến thăm nhà ở WAG ở trong cách đây khoảng 1-2 tuần nhá. Đó là vị trí top 7. Chúng ta hãy cùng nhau đến với vị trí top 6 ở trong top tài khoản người nổi tiếng đã từng xuất hiện trên kênh của Ria Gaming. Sẽ có rất nhiều người nổi tiếng đã từng được review bởi Ria Gaming, nhưng có những người thì hiện tại vẫn chưa xuất hiện trên kênh. Ở vị trí số 6 chúng ta sẽ đến với tài khoản của WG Cú Tứ, và một trong những người mà được mệnh danh là ác quỷ vô tâm ở trên server Việt Nam. Thì Cú Tứ không chỉ được hâm mộ ở Việt Nam, mà Cú Tứ rất được hâm mộ ở những cái nước như là Indo hay là Brazil, thậm chí là
những game thủ ở bên nước đó cũng biết đến C4 Gaming. Và Cú Tứ thì nổi lên, trước đây thì anh ta nổi lên tên với lần đầu tiên khi anh ta thi đấu cho team Việt Nam. Sau đó thì Cú Tứ đã trở về WEG và hội ngộ với những người chơi ở trong team WEG 2000, và từ đó tạo ra một trong những team có thể nói là mạnh nhất trong lịch sử những giải đấu tay to buổi tối. Ở thời điểm đó thì Cú Tứ cũng như Mamisi, Doom và Nhã đã tạo thành một cái bộ tứ mà có một cái mức độ thi đấu nó rất ổn, và cũng như là tạo ra rất là nhiều những cái niềm cảm hứng cho người xem. Có một đặc điểm khá thú vị là Cú Tứ anh ta không sử dụng không sử dụng khẩu AK nhiều, anh ta chỉ có đúng một khẩu AK dòng lửa thôi. Ngoài ra thì Cú Tứ anh ta cũng có một cái lối bắn nó cũng tương đối cá nhân. Tuy nhiên thì trong rất nhiều giải đấu thì Cú Tứ đã có những cái gánh team rất là ghê. Hiện tại thì cái tài khoản YouTube của Cú Tứ có rơi vào khoảng 330.000 người theo dõi, và đây cũng là một trong những cái kênh YouTube mà được rất nhiều view, hoặc tất cả các video của Cú Tứ đăng lên thì nó đều lên đến con số là 500-600.000 view cả. Và cho đến hiện tại thì Cú Tứ vẫn đang là một trong những người chơi được hâm mộ bậc nhất ở trên server Việt Nam. Ở vị trí tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trong những game thủ mà có lẽ cũng rất được nhiều người yêu thích. Và nếu như mà Cú Tứ được coi là một trong những người vuốt tâm hay nhất Việt Nam, thì trước đây đã từng có một game thủ mà đã tạo ra rất nhiều những cái cảm hứng cho người chơi, cũng như đến ở thời điểm hiện tại thì anh chàng này vẫn đang là một trong những biểu tượng của cái eSports Việt Nam. Và chúng ta cùng đến với vị trí top 5, đó là WEG Polo. Polo cũng là một trong những game thủ mà có cái khả năng kéo tâm rất tốt với khẩu MP40, và có thời điểm thì người ta gọi Polo là một trong những người mà bắn MP40 hay nhất Việt Nam. Thì tôi cũng đã từng review cái app của Polo này sau khi mà đi Sài Gòn về. Thì Polo cũng là một trong những người chơi mà anh ta có một cái kỹ năng bắn rất là tốt. Cho dù là bắn giả lập hay là bắn điện thoại thì Polo đều thi đấu khá là hay. Và nhưng mà hiện tại thì Polo anh ta không đi theo con đường thi đấu, mà Polo thì anh ta đi theo cái con đường gọi là streamer giải trí nhiều hơn, cùng với Gil, cùng với AS, cùng với Cao Bạc Cô Ngân. Và cái nhóm chơi game của AS Mobile đó thì đã mang lại rất là nhiều những cái niềm vui cũng như tiếng cười cho mọi người. Cái tài khoản của Polo này thì cũng khá ngon lành cành đào, và Polo thì cũng là một trong những game thủ mà cái tính hài hước của anh ta cũng khá là cao. Và Polo thì thường hay lấy cái hình đại diện là hình con trồn. Và theo tôi được biết thì tài khoản YouTube của Polo hiện tại thì anh ta cũng đã đạt tới con số hơn 440.000 người theo dõi rồi, và đó là một con số rất là lớn. Các bạn biết là để xây dựng một kênh YouTube mà có tới hàng trăm ngàn người theo dõi thì đó là một điều không đơn giản chút nào. Bên cạnh cái kênh chính thì như là Polo anh ta còn có một số những kênh phụ nữa, và đây cũng là một trong những người chơi mà thường rất hay donate ở trên kênh của Ria Gaming. Và nghĩ lại em thấy là Polo cũng là một người rất là tốt đẹp, và đó là một trong những người chơi mà cũng đã mang lại cho những khán giả những cái niềm gọi là cổ vũ, cũng như là những cái sự cảm hứng khi mà xem Free Fire. Chúng ta hãy cùng đến với vị trí top 4 trong số top 10 tài khoản người nổi tiếng đã từng xuất hiện ở trên kênh của Ria Gaming, và hãy cùng đoán xem đó là WAG Funky Em, hay chúng ta được biết đến tới cái tên đó là GK Funky Em. Thì Funky Em và Cú Tứ hiện tại đang cùng thi đấu ở trong team GK. Tuy nhiên thì Funky Em bây giờ đã đầu quân cho bên WAG rồi. Và Funky Em thì là một trong những huyền thoại, những tượng đài của Free Fire Việt Nam, khi đây là một trong những người chơi mà đã từng vô địch rất nhiều giải đấu, ví dụ như là Huyền Thoại Sinh Tồn, hay là đã từng thi đấu rất là nhiều những cái giải đấu trong màu áo WEG 2000. Thì Funky Em là một trong những tài năng, những thần đồng mà được giới thiệu đến Ghana Free Fire từ rất sớm. Và Funky Em thì anh ta có một đặc điểm, đó là những cái khả năng xử lý xuất thần, và đặc biệt là khi mà chơi bằng iPad thì Funky Em có một cái trình độ chơi nó rất là cao. Thì Funky Em đến thời điểm hiện tại vẫn đang là một trong những game thủ streamer hiếm hoi mà đạt cái con số khi mà livestream được khoảng hơn 10.000 người theo dõi ở trên YouTube. Kênh YouTube của Funky Em hiện tại thì cũng đã đạt tới con số là 340-350.000 người theo dõi rồi, và mỗi khi mà Funky Em livestream hay thi đấu custom thì anh ta cũng có rất là nhiều người ủng hộ. Thì đối với nhiều người thì Funky Em có thể nói là một trong những game thủ hay nhất của Việt Nam.
tính đến thời điểm hiện tại, lối chơi của Funky Em thì khá giống với lối chơi của Cú Tứ, đó là một lối chơi cá nhân thường hay đi lẻ cũng như là thể hiện cái khả năng siêu sao của mình. Và trong rất nhiều trận đấu thì cái sự tài năng của Funky Em cũng đã tỏa sáng và kéo WG 2000 hay là team GK lên vị trí top 1. Hiện tại thì Funky Em anh ta vẫn đang live stream ở trên YouTube cũng như ở trên Nonoline, và thi thoảng thì các bạn cũng có thể được xem Funky Em thi đấu trong những giải siêu sao đại chiến. Cái tài khoản của Funky Em thì cũng không phải là một tài khoản quá giàu có đâu, mà nó là một tài khoản mà nó cũng đồ nó vừa đủ thôi. Funky Em là một trong những game thủ mà theo phong cách đó là mua đồ vừa đủ chứ không mua đồ quá nhiều, và đó lý do vì sao mà anh chàng này chỉ mặc duy nhất một bộ trang phục. Rất hiếm khi chúng ta thấy Funky Em mặc những bộ trang phục khác. Anh chàng này có một cái bộ trang phục mà anh mặc từ năm này qua năm khác, từ ngày này qua tháng khác mà anh ta cảm thấy không thấy chán một chút nào, và đó là một cái điểm đặc biệt. Và thậm chí là cái phong cách ăn mặc của Funky Em với cái quần casino, với cái tóc khá bảnh màu hồng thì nó đã tạo ra một cái trào lưu mà thậm chí không phải ở Việt Nam mà trên thế giới cũng có rất nhiều người bắt chước theo cái phong cách ăn mặc này của Funky Em. Và bây giờ thì chia tay với Funky Em, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đến vị trí top 3 trong top 10 tài khoản những người nổi tiếng từng xuất hiện ở trên kênh của Riaki. Và chúng ta hãy thử đoán xem top 3 sẽ là ai. Về vị trí top 3 này sẽ là soái ca vạn người mê, đó TAT Gil, người chơi và tên thật của anh ta là Đỗ Đạt và đến từ Team Ăn Thịt. Thì Gil là một trong số ít những streamer còn giấu mặt hiện tại mà cộng đồng Việt Nam không hề biết. Gil cũng như Polo hiện tại vẫn đang là những người chơi giấu mặt, và cái tài khoản của Gil cũng là một trong tài khoản rất đắt giá. Và trong tài khoản của Gil này, anh ta sở hữu rất nhiều những trang phục khác nhau, rất nhiều những đồ đạc khác nhau, và có thể nói là nếu như mà Gil là số 2 thì có lẽ là cũng ít ai mà dám tự nhận là số 1 ở trong những cái tài khoản mà giàu có server Việt Nam. Tài khoản của Gil này thì chơi từ khá sớm, mà đây cũng là một trong những người chơi rất kỳ cựu. Gil thì bước vào trong làng streamer FIFA tương đối muộn, nhưng trước đấy thì anh ta đã từng streamer một số game khác rồi. Và Gil lần đầu tiên xuất hiện là chơi cùng với cả team của Starboy VN. Sau đó thì Gil bắt đầu thân với AS Mobile, và sau đó thì tạo ra một cái cộng đồng người chơi rất là đông đảo và rất là nhiều fan. Và nếu như mà sau AS Mobile thì có lẽ Gil là người mà có số lượng fan lớn thứ hai ở trong cái giới Free Fire Việt Nam. Cái tài khoản của Gil thì có rất nhiều đồ, và anh chàng Gil này thì cũng là một người mà rất hay thể hiện tình cảm của mình với fan. Và thông thường thì có một số streamer họ rất ít khi thể hiện tình cảm với fan hâm mộ của mình, nhưng Gil là một trong những người mà anh ta nói yêu và thương với những cái người xem của mình rất là nhiều, và lượng fan girl của Gil rất là lớn. Nhưng mà chỉ có một điều hiện tại là Gil anh ta bây giờ vẫn chưa lộ mặt, nên không ai biết chính xác Gil là ai ở trong cái server Việt Nam này. Và có lẽ đây vẫn sẽ là một trong điều bí ẩn, bởi vì trong tương lai gần thì cũng chưa thấy Gil hé lộ bất kỳ điều gì về việc là sẽ lộ mặt cả. Và có lẽ là chúng ta sẽ phải chờ một thời gian rất lâu nữa thì mới có thể biết gương mặt thật của Gil. Và là có thể cho đến khi anh ta giải nghệ thì chúng ta vẫn sẽ không biết thực sự TAT Gil là ai. Tuy nhiên thì điều đó không quan trọng, bởi vì đó chúng ta phải tôn trọng cái sự riêng tư của mỗi người, và đặc biệt là các streamer. Và đó lý do tại sao mà đến thời điểm này Gil vẫn còn làm bí ẩn với rất nhiều fan girl ở Việt Nam. Thì cái tài khoản của Gil là một trong tài khoản mà rất là đắt giá, như tôi đã nói rồi, dường như là đồ đạc nào của Gil cũng đều có luôn, và lúc nào ở trong tài khoản này cũng có một số lượng kim cương phải nói là khổng lồ. Và đó là tài khoản ở vị trí top 3. Vậy thì tài khoản ở vị trí top 2 và vị trí top 1 của những tài khoản nổi tiếng đã từng xuất hiện trên kênh của Riaki Gaming, các bạn thử đoán xem ở vị trí top 2 sẽ là ai. Có lẽ là rất nhiều người đã đoán ra rồi, ở vị trí top 2 thì đó là Nam Lầy. Và Nam Lầy là một trong những anh chàng tính tình cực kỳ vui vẻ. Thực ra thì ban đầu khi mà tôi mới xem những video của Nam Lầy này, tôi cũng thấy cái mức độ tục tĩu trong những video nó khá là cao. Tuy nhiên thì khi mà nói chuyện trực tiếp với Nam Lầy thì đây là một anh chàng rất dễ thương và lễ phép. Thì Nam Lầy là một trong những người chơi mà có thể nói là chuyên về làm video, và tất cả những video của Nam Lầy thường xuyên lên được vị trí top thịnh hành ở trong cái top trending của YouTube. Và hiện tại thì Nam Lầy cũng đã có gần 900.000 subscriber, và so với cả hiện tại thì Nam Lầy có lẽ chỉ còn kém Cao Bạc một chút thôi thì có thể đạt được cái nút vàng tiếp theo của Việt Nam. Và Nam Lầy vẫn đang nằm trong danh sách top những streamer mà có nhiều fan hâm mộ nhất ở cái YouTuber Free Fire này.
Vì Nam Lầy có một thời gian anh ta đã từng ở trong quân đoàn Ria Gaming Free Fire. Và đó lý do vì sao tôi có thể quay được cái video mà review account về account của Nam Lầy. Thì đây cũng là một account rất giàu, và có thể nói là trong giới streamer thì account của Nam Lầy cũng là một trong những account mà sừng sỏ nhất, với rất nhiều đồ đạc. Và thậm chí anh chàng này có hàng chục với những cái bộ đồ chưa quay ra và thậm chí chưa mở. Thì ai mà thường hay theo dõi video của Nam Lầy thì cũng biết là cái độ lầy khủng khiếp của anh chàng này như thế nào. Những cái màn đối đáp với thanh niên Vinh Tạ, rồi những cái trò tấu hài các thứ rất là hay của Nam Lầy. Nam Lầy cũng ra video rất là thường xuyên, và hiện tại thì các cái video của Nam Lầy view đều rất khủng, và quan trọng nhất là nó đều vào trong top thịnh hành. Và điều này càng ngày càng khiến cho Nam Lầy nổi tiếng hơn. Và Nam Lầy cũng là một trong những anh chàng mà có một cái sự giao tiếp ở ngoài đời cũng khá là tốt, và đây là một trong những người mà rất lễ phép. Mỗi lần tôi nói chuyện Nam Lầy thì Nam Lầy thực sự là rất lễ phép. Và đó là vị trí top 2 ở trong top 10 những tài khoản nổi tiếng nhất đã từng xuất hiện ở trên kênh của Ria Gaming. Vị trí top 1, và có lẽ là các bạn cũng đã đoán ra rồi, vị trí top 1 chắc chắn không thể trượt đi đâu được, đó là AKS Mobile. Người chơi có thể nói là xuất sắc cũng như là nổi tiếng bậc nhất của Gaina Free Fire với 2,97 triệu subscriber, và tức là gần 3 triệu subscriber. Đứng đằng sau AS Mobile luôn là 3 triệu anh em. AS Mobile, một trong những người chơi, một trong những streamer của thời đầu tiên của Gaina Free Fire, cũng như có một sự đầu tư rất lớn trong tài khoản của mình. Video của AS Mobile bây giờ chỉ có thể tính bằng con số hàng triệu view mà thôi. Và với hàng triệu view đó thì AS Mobile anh ta vẫn đang giữ vị trí số 1 trong những người nổi tiếng nhất, cũng như là một trong những tài khoản giàu có nhất của Gaina Free Fire. AS Mobile thì khởi đầu anh ta là một người chơi, một streamer chỉ với vài chục ngàn subscriber thôi. Tuy nhiên thì cái sự tích lũy, sự nổi tiếng dần dần cũng như sự rất chăm chỉ của AS Mobile đã biến AS Mobile trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu, với một ngoại hình tốt, với một khả năng ăn nói rất là có duyên, cũng như là rất chăm tham gia vào rất nhiều những hoạt động của cả nhà phát hành lẫn những hoạt động riêng. Và thậm chí là gần đây AS Mobile còn chuyển sang đóng phim nữa. Thì AS Mobile đã trở thành một trong những cái biểu tượng chi phối toàn bộ cái nền Free Fire của Việt Nam này. Và nếu như đã nhắc đến Free Fire Việt Nam, chắc chắn là các bạn sẽ không thể nào không biết đến AS Mobile. Và AS Mobile thậm chí anh ta còn đi khắp thế giới cùng với những đội tuyển ở Free Fire, đi đến Brazil, đi đến Thái Lan, đi đến Indonesia, ở trong tất cả những cái giải đấu của Gaina Free Fire. Và đó là một trong những người chơi mà có thể nói rằng có sức ảnh hưởng bậc nhất. Nhắc đến Free Fire là phải nhắc đến AS Mobile. Và đó là top 10 những tài khoản cực kỳ nổi tiếng đã từng xuất hiện trên kênh của Ria Gaming. Và không biết là mình còn bỏ sót cái tài khoản nào không, nhưng theo mình đây chính là tài 10 người nổi tiếng nhất đã từng được mình review tài khoản. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Ria Gaming, yêu thích những cái màn review tài khoản của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.